Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Hạo Thiên Tập 5 Rất mong các bạn cho mình những lượt like, lượt đăng ký kênh Comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới phần bình luận Rồi chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay Chương 46 Phúc Duyên Đồng Cạn 2 Để chính là lý do Tại sao một số hài tử thông minh sớm Sau này lại trở nên tầm thường Ngược lại một số hài tử ít nói không nổi bật cuối cùng lại thành đại tài trưởng thành trễ. Kiếm vô đạo không thích thành ngữ đại tài trưởng thành trễ này. Hắn cho rằng đó là sự ngu bội của người thế tục, không nhìn thấu lớp vỏ bảo vệ của thiên tài thực sự. Tập trung, chuyên chú, đây mới là phẩm chất của thiên tài. Một số hai từ có vẻ thông minh, cái gì cũng hiểu biết một chút, người lớn nói chuyện cũng sẽ có thể chen vào, khiến cho người lớn cười ha hà, khen thông minh, nhưng trong môn tu luyện này tuyệt đối tối kỵ nhất chính là tự cho mình là thông minh cần cù vững vàng có chút linh tính mới chính là phôi thai tốt nhất tuyết nhi theo ta lên núi tu hành đi kiếm vô đạo ôn hòa nói vậy người sẽ dẫn hạo ca ca đi cùng chứ bên như tuyết ngẩn đầu hỏi thì dẫn người đi vậy thì ta không có đi đâu bên như tuyết lập tức nói đồng thời lôi về sau một bước dường như rất sợ đối phương cứng rắn muốn đưa nàng đi cò rốm lại bên cạnh lý hạo ôm lấy cánh tay của lý hạo ta muốn ở cùng hạo ca ca không có đi đâu hết sắc mặt kiếm vô đạo hơi thay đổi nhíu mày tuy nhiên dù bên như tuyết tiên phú tuyệt vời nhưng cũng chỉ là hai từ ông cũng không có tức giận chỉ quay đầu nhìn về phía hạ kiếm là nói đại phu nhân Hai tử tuyết nhi này ta mang đi Sau này khi nàng tu hành có thành tựu Ta sẽ để cho nàng trở về Đương nhiên Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi Các người có thể nghe được danh tiếng của nàng Bên ngoài rồi Hắn nói rất tự tin Bởi vì chỉ cần hắn tuyên bố lúc này Sẽ có không ít người Trên thế gian này Lập tức biết đến cái tên Biển Như Tuyết Tiểu đô đệ mới của Vô Đạo Kiếm Thánh Thủ trận, thì bằng danh hiệu này cũng đủ để đổi danh một châu Hạ kiếm làn khẽ gật đầu Tự nhiên là không có lý do gì mà để từ chối kiếm vô đạo Lúc này Lý Hạo cũng đã hoàn hồn Khóe miệng giật giật Không có nói gì Cũng tốt thôi Thay mình lựa chọn Mình đỡ phải suy nghĩ nhiều Hạo ca ca ta không có đi đâu Bên như tuyết nắm chặt tay của Lý Hạo Hốc mắt đỏ hoe Có chút sợ hãi đói Lý Hạo cũng không đỡ để cho tiểu nha đầu này rời đi Nhưng hiểu rằng trước mắt chính là cơ duyên của nàng Ở lại phủ thần tướng Ngoài việc có thể tu luyện Thì những thứ khác đều bị giới hạn Ở bên cạnh của mình Còn bái sử kiếm thánh Chỉ riêng về phương diện sư thừa Đã là nhân mạch cực lớn Cũng có thể được chứng kiến thế giới rộng hơn lớn hơn Ở bên ngoài Xuất phát từ tư tâm Hắn muốn giữ lại nha đầu này Có một cái đuôi nhỏ ở bên cạnh như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Nhưng vì cân nhắc đến bên như tuyết, hắn vẫn lựa chọn tạm thời buông tay, nhẹ giọng nói. Tuyết nhi phải nghe lời. Người đi theo ông lão này tu hành đi, sớm ngày có thành tựu thì có thể trở về gặp ta. Đến lúc đó ta sẽ lại dẫn người đi ăn đồ ăn ngon. Ta không có đi, ta không muốn tu hành nữa, ta không muốn luyện kiếm nữa, ta, ta ghét kiếm. Bên như tuyết lập tức góc lên, kiếm vô đạo nhíu mày phát hiện mình đã đánh giá thấp tình cảm của tiểu nha đầu này với tiểu tử này cũng phải nghe nói là thanh mai trúc năm mã cùng nhau lớn lên hắn thầm nghĩ nếu thực sự không được thì thu nhận lý hạo thì cũng không sao thiên tư như là tiểu nha đầu này dù có đem thêm một món đồ trang sức rách nát thì cũng vẫn đáng để tranh giành mà ngoan rồi người đã lớn rồi đấy không được cóc nhè nữa đâu Lý Hạo dùng tay áo lau nước mũi cho nàng ôn hòa nói Trong lòng cũng hơi nhòi nhói Có chút khổng nữa Những người lớn trong viện thì im lặng không nói Cứ như vậy nhìn một hai từ dỗ dành Một hai từ khác Ánh mặt của không ít người trở nên phức tạp Trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ Dù sao hài tử cũng chỉ là hài tử Không hiểu gì cả Có thể bảo kiếm lư là cơ duyên lớn đến mức nào chứ nếu hài tử nhà mình có thể vào được, họ sẽ lập tức đá hài tử ra khỏi cửa để cho hài tử nếm thử xem chân pháp của từ mẫu như thế nào. Cuối cùng, Lý Hạo cũng dỗ dành được tiểu khuôn nương. Bên như tuyết lầu nước mắt nói, Vậy chúng ta hứa rồi sẽ đi nhé. Hạo ca ca, ngươi phải đợi ta trở về, cứ ở đây không được có đi đâu hết đấy. Ừ ừ, Lý Hào xoa chán của nàng, mỉm cười gật đầu, sắc mặt kiếm vô đạo cũng dịu lại ngay cả ánh mắt nhìn lý hạo cũng thêm một tia dịu dàng mặc dù hắn có thể bỏ qua suy nghĩ của bên như tuyết cưỡng ép đưa nàng đi dù sao cũng chỉ là một hài tử bây giờ không có nữa đợi đến khi đến kiếm lư ở nửa năm cũng sẽ bị thời gian cho dịu đi nhưng hiện tại đối phương chịu ngoan ngoãn theo mình lên đối tự nhiên là tốt hơn dù sao thiên tư như vậy thời gian chính là quý báu không thể chậm trễ được chương 47 Phúc Ân nông cạn ba. Tính tình của Tuyết Nhi hơi mềm yếu, lão giả, ngươi phải dạy thay ta bảo vệ nàng cho tốt đấy, đừng có mà để cho người khác bắt nạt nàng. Lý Hạo dỗ dành Tuyết Nhi xong, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Kiếm Vô Đạo. Kiếm Vô Đạo hơi nhíu mày trước cách xưng hô của Lý Hạo, nơi mắt hai tử cũng không có tức giận, nhàn nhạt nói: Tiểu tử ngươi cứ yên tâm Ta sẽ chăm sóc tốt cho tuyết nhi Ở bên cạnh ta Trên thế gian này Sẽ không có ai có thể bắt nạt được nàng Vậy thì tốt Lý Hạo nhìn hắn thật sâu Sau đó nói với biển điện tuyết Tuyết nhi nếu ở kiếm lư có người bắt nạt người Người hãy ghi vào sổ nhỏ Sau này ta sẽ thay người bắt nạt lại Đối với lời nói của hai từ này Mọi người chỉ coi là tình cảm của hai từ Nói năng không biết nặng nhẹ Cũng không ai để ý Trước khi đi Kiếm vô đạo suy nghĩ một chút Nói với Hạ Kiếm Lan Kiếm lự của ta Có một bản bí tịch luyện thể Lạt nữa sẽ sai người đưa đến Nếu ném vào thanh vũ lâu của các người Thì cũng có thể lên được tầng 6 Để lúc đó Để cho hai từ này thử xem đi Hạ Kiếm Lan mừng rỡ vội vàng cảm ơn Sau đó lại ôm một tia hy vọng Hạ Nhi thực sự không thể bái ngươi làm sư phụ sao Kiếm vô đạo đi rồi Chỉ có để lại một câu Hải đứa kia mạnh tốt nhưng phúc dân đồng cạn Khi kiếm vô đạo đưa bên điều tuyết rời đi Còn có phu nhân nương tử cùng với tên đường Đứng đầy cả viện những bóng hình oanh oanh yến yến trước khi người đi đều muốn chen lên phía trước nói một câu Thậm chí có, có người còn an bài hài tử của mình luyện kiếm trên con đường ra khỏi phủ. Nhưng đáng tiếc là không thu hút được sự chú ý của kiếm vô đạo. Kiếm lưu không dễ vào như thế, vì vậy mới khiến cho người ta khao khát bước vào. Giác thái ở cả viện dường như cũng nhạt dần sau khi các phu nhân đương tử của các đại viện rời đi, lại trở về sự chống trải tĩnh lặng, lá tô chậm rơi. Lý Hạo cầm tay thanh kiếm trong Lý Hạo cầm trong tay thanh kiếm mà bên dưới tuyết luyện tập lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa viện rất lâu, rất lâu mới từ từ thu hồi ánh mắt lại. Sau đó hắn đưa thanh kiếm trong tay cho Lý Phúc ở sau lưng, hắn nói: "Phúc bá, tay ta đặt lên giá kiếm trong phòng ngủ, không cần phải để cho nha hoàn phải lau chùi hàng ngày đấy." Lý Phúc mất mát nhận lấy thanh kiếm, nhìn có mặt nghiêm túc của Lý Hạo, trong mắt cũng không nỡ, cũng có chút tự trách ái náy trầm giọng nói Bắt đầu từ hôm nay Ta sẽ không có nương chiều người nữa Ta chết tịch tu bản cờ Người nên tu luyện rồi Lý Hạo sừng sốt ngẩng đầu nói Ai ai phúc bá Người sẽ không cho rằng Ta không được cái lão già kia nhận làm đồ đệ Là vì chơi cờ đấy chứ Đúng giật là oang uổng mà Ta mặc kệ người Lý Phúc âm trầm Thiên lý mã thường Như là bá nhạc bất thường Cơ duyên đưa đến trước mắt mà không có nắm được Là do ngươi không chuẩn bị đầy đủ Sau này ngươi phải sẵn sàng từng giờ từng phút Lấy từ thế tốt nhất Chờ đợi một hoặc hai cơ hội có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Cơ hội trong cuộc đời vốn gì đã ít Một khi bỏ lỡ Còn có thể có tiền đồ gì nữa chứ Lý Hạo kêu oan Thấy Lý Phúc nói thật nên nói Ấy à vậy Phúc Bá Ngươi cho rằng thế nào là có tiền đồ vậy Nhị, nhị làng lý giả Phải vang danh thiên hạ Trấn thủ biên cương Bảo vệ bách tính một nước Đây chính là tiền đồ Lý Phúc Công chút do dự nói một câu nghiêm túc Ê, vậy thì làm người của Lý Gia Thì cũng là quá là khổ rồi đấy Lý Khảo okay cười khổ nói Người đã mang hỏi Lý Hương phúc trời ban Thì phải gánh vác cái trách nhiệm này Lý Phúc lạnh lùng nói chính mình đã hưởng phúc rồi sao lý hạo cười ở, khổ ở trong lòng nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến bánh ngọt và hoa quả tươi của ngũ nương gửi đến không tệ cháo dinh dưỡng đại nương cho cũng rất là ngon cũng coi như là hưởng phúc rồi phúc bá người nói tu luyện là luyện thể sao đương nhiên lý phúc liếc hắn một cái ý là ngoài luyện thể ngươi còn có con đường nào khác mà để đi sao luyện thể không có thỉnh hành là vì tu luyện khổ giới hạn thấp lại cần ngộ tính cực cao. Phối hợp với cả kỹ pháp mới có thể tranh đấu với các cao thủ khác. Còn những người bị ép phải chọn đệ thể có người có thể nghiến răng chịu khổ nhưng chưa chắc đã có đủ ngộ tính. Dù sao cực khổ đẽo khọt có thể trở nên tinh xào nhưng cũng có thể làm méo mó linh hồn. Lý Hạo và Lý Phúc và Phúc Bá rằng có một hồi cuối cùng hai bên thỏa thuận Lý Hạo tình nguyện tu hành nhưng không được tịch thu bản cờ của mình mỗi ngày còn phải thư cờ với mình Lý Phúc chỉ có thể đồng ý định đợi Lý Hạo bước vào tu hành rồi thì sẽ tính tiếp Những ngày tiếp theo Lý Hạo bị ép phải dành ra một ít thời gian tu luyện theo một bản bí tịch luyện thể cơ bản mà Lý Phúc truyền thụ. Nhưng có sự hiểu biết về nhục thân đạo Hắn tu hành khá là nhanh Điều này khiến cho Lý Phúc kinh ngạc Không ngờ Lý Hạo lại là một mầm non tốt Mà để luyện thể như thế này Trường 48 Luyện thể toàn diện Lý Hạo hơi kiểm soát tiến độ tu luyện Tránh để tên này hoàn toàn không cho mình Thời gian giải trí 3 tháng mới luyện thành đại Bản bí tịch luyện thể cơ bản đó Mặc dù như vậy, thành quả đó đã khiến cho vị hán tử từ tương trải này cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt. Vị từ cho Yến Bắc ngay trong đêm, chia sẻ tin tốt và niềm vui này đối với đôi vợ chồng ở bên ải kia. Còn sau quá trình tích lũy lâu dài như nước chảy đá mòn, kỳ đạo tam đoạn của Lý Hạo cuối cùng cũng đã được nâng cao. Tên Lý Hạo, tuổi 7, tu vi thông lực cảnh tầng 10, kiếm đạo nhị đoạn, phi đoạn tàng cung kỹ năng hài vô nhai triều tịch tối cao lạc tuyết kiếm thật tối cao nhục thân đạo nhất đoạn vạn tượng hồ áp kỹ năng thạch phu bách luyện đại thành thiên giao thánh thể giao long thể tiểu thành thái sư tinh thần nhập thượng môn màn ngưu kình đại thành kỳ đào tứ đoạn một trên mười nghìn một trên một nghìn siêu tập kỳ phổ đô giám vạn tượng hồ áp phi đoạn tàng cung tâm cảnh kỳ tâm điểm kỹ nghệ một lý hào liếc nhìn hình ảnh lý phúc theo sát không rời ở bên cạnh không chọn tăng điểm ngay lập tức nếu là kiếm đạo thì còn dễ nói chỉ cần truyền thụ trí nhớ nhưng hắn muốn dùng điểm kỹ nghệ này vào nhục thân đạo trước đảm bảo lực lượng chỗ bản thân trước đã mới có cảm giác an toàn còn cảm ngộ nhục thân đạo khó tránh khỏi sẽ khiến cho bí tịch luyện tề thay đổi cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng theo động tịnh quá lớn một ngày nọ lý hạo theo lý phúc đến thính vũ lâu biết được lý hạo có thiên phú về luyện thể hạ kiếm lan đã cho lý hạo đặc quyền cho phép hắn có thể vào thính vũ lâu bất cứ lúc nào tùy ý chọn bí tịch ở bên trong tất nhiên lý phúc thì không được vào mặc dù hắn là tâm phúc của lý thiên cương nhưng dù sao cũng không phải là đệ tử cốt cán của lý gia thân phận đặc biệt lý phúc không có để ý thính vũ lâu là trọng địa của lý gia Đừng thấy xung quanh không có người canh giữ, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai muốn đến đây mà để trộm cắp bảo vật cả. Nơi này còn an toàn hơn cả viện và bất kỳ phu nhân nào. Lý Phục canh giữ ở dưới lầu, Lý Hạo một mình leo lên. Bây giờ hắn không đến tuổi hiểu chuyện, Hạ Kiếm Lan cũng không để cho Tuyết Kiến đi theo giám sát nữa, chỉ để cho hắn lên lầu một mình. Lý Hạo nghe nói, hai tháng trước Lão Kiếm Thánh đã gửi đến một bản bí tịch luyện thể đặt ở tầng 6, lập tức đi thẳng lên đến tầng 6. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một bản bí tịch mới xuất hiện tên là Long Thiền Chân Không Thể. Lý Hạo lật ra xem thử với sự am hiểu về nhục thân đạo nhất đoạn rất nhanh đã hiểu được sơ lược thu thập ngay. Rất nhanh trên bản điều khiển xuất hiện thêm một bí pháp luyện thể này đồng thời đạt đến tầng 2 đại thành. Long Thiền Chân Không Thể có 6 tầng mỗi tầng đều có thể ngưng luyện ra một thể phách khác nhau. Tầng 1 chính là tĩnh thiền thể có thể cảm nhận được quỹ đạo nhẹ nhàng của không khí lưu động trên bề mặt cơ thể. Tầng thứ hai chính là phục long thể tích tụ lực lượng như là vòi rồng trong cơ thể. Tầng thứ ba, dược giác thể có thể vận dụng lực lượng đạp không mà đi. Có thể khẽ kêu răng rắc. Cơ thể này của Lý Hạo khẽ kêu răng rắc. Lý Hạo có thể cảm nhận được, theo sự tiến vào phục long thể trong cơ thể hắn đã sinh ra một nguồn lực lượng ước chừng có đến cả vạn cân. Mặc dù vẫn là thông lực cảnh tầng 10, nhưng so với thông lực cảnh bình thường, lực lượng lại có sự khác biệt thật lớn. Lý Hảo suy nghĩ, nếu mình tu luyện thêm vài bí tịch luyện thể nữa, liệu có tích lũy được nhiều lực lượng hay không? Nghĩ là làm, hắn lập tức tìm kiếm ở các tầng của Thánh Phú Lâu. Không lâu sau, đã tìm được 7-8 bí tịch luyện thể đều là trung phẩm thượng phẩm tu luyện đến đỉnh cao, biến cưỡng có thể bước vào cấp bậc võ giả nhất lưu rất nhanh theo từng môn bí tịch được tu tập vào bản điều khiển lý hạo cảm thấy cơ thể không ngừng xảy ra những thay đổi khác thường tay chân đều trở nên rắn chắc hơn tu vi trên bảng điều khiển không còn thay đổi lý hạo vốn tưởng rằng lực lượng sẽ lại được tăng lên nhưng không phải tuy nhiên những bí tịch luyện thể này có một số là luyện trảo công một số là luyện thối cước còn một số là luyện thối cốt luyện tạm hắn có thể cảm nhận được mặc dù lực lượng không được tăng lên là bao nhiêu nhưng những bộ phận này lại được tăng cường về thể chất. Lý Hạo đoán, hẳn là sức lực của mình quá mạnh đã kích thích ra phần lớn lực lượng của nhục thân, vì vậy những bí tịch kém hơn này không thể nào kích thích ra thêm tiềm lực nhục thân nữa, nhưng có thể nâng cao các bộ phận tương ứng. Bí tịch thạch phu bách luyện của hắn có thể tăng độ cứng của da thịt cơ thể nhưng lại bị giao ma thể của thiên giao thánh thể bao phủ, Do mơ thể mang lại sự tăng cường cho lớp biểu bì giống như là vầy rồng, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với tạch phu bách luyện. Vì vậy hiệu quả của thạch phu bách luyện rất khó có thể nào hiện ra được. Trường 49 Luyện thể toàn diện 2 Nhưng những bí tịch luyện thể khác lại bao quát đến nơi mà mấy luyện thể ở tầng 6 trước đó chưa được bao phủ đến. Xương cốt, gan, tai, nhãn cầu và các bộ phận khác đều được nâng cao theo đó. Mặc dù lực lượng không thay đổi nhiều Nhưng lực lượng trong thực chiến Lại có sự biến hóa long trời lở đất Lý hạo ngộ ra Mình phải thu tập các luyện thuề thuật khác nhau Tôi luyện bản thân Nếu có thể tu luyện tất cả các bộ phận Trên cơ thể đến mức thống nhất Sẽ không có chỗ nào có thể nào công phá được Lúc này tích lũy phong phú Ở thành phố lâu khiến cho Lý hạo Thực sự cảm nhận được đây là nơi quý giá Đến mức nào đối với võ giả Kỳ phổ không nhiều Nhưng bí tịch luyện thể ở đây thì vô vàn Lý Hạo lúc này vui mừng như điên đi khắp nơi tìm kiếm bí tịch luyện thể ở trong lầu thu tập từng cuốn một. Thời gian trôi qua, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Lý Hạo mới cầm một bản bí tịch luyện thể đi ra khỏi lầu. Xa xa có vẻ như có con quạ mệt mỏi bay ngang qua bầu trời, còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn và củi lửa truyền đến từ phía sân trước. Đã đến giờ ăn tối rồi, Lúc này Lý Hạo vươn vai hoạt động gần cốt, bí tịch trong thính vũ lâu quá nhiều, hắn tìm kiếm cả một buổi chiều cũng chỉ tìm được một phần mười trong số đó mà chỉ mới chỉ là luyện thể. Lý Hạo không thu thập tất cả các bí tịch giống như là man nghiêu kình mà Lý Phúc ép hắn luyện trước đó không có tác dụng gì đối với hắn, đã bị cái mạnh hơn bao phủ rồi, Ví dụ như hai môn bí tịch đều là công pháp luyện xong môn mạnh hơn rồi lại luyện môn kém hơn thì không có tác dụng gì vì môn mạnh đã luyện bàn tay đến trình độ rất cao rồi. Trừ khi môn kém hơn luyện tập các bộ phận khác biệt như vậy thì có thể bổ sung. Cuối cùng, người cũng ra rồi. Thấy Lý Hạo đi ra, Lý Phúc có chút bất lực đợi cả một buổi chiều cái tên tiểu tử này sẽ không bị hoa mắt đấy chứ. Hắn cầm lấy một môn ở trong tay Lý Hạo xem thử bí tịch luyện thể trung phẩm lòng cốt. Nhìn cái này biết ngay là bí tịch chủ yếu luyện tập phần lưng. Người chỉ chọn cái này. Lý Phúc lúc này hơi bất lực. Không lên tầng 6 sao? Lên rồi, có hiểu đâu. Lý Hạo thuận miệng nói. Lý Phúc nghĩ thì cũng phải. Những bí tịch ở tầng 6 đều là tuyệt phẩm. Đừng nói là Lý Hạo. Cho dù là mình cũng phải khổ tu mấy tháng mới có thể nắm được một chút sơ lược. Đừng có vội luyện quyền này Đợi khi nào ta hỏi đại phu nhân xem Trong thịnh phu lâu Có quyền nào tích hợp với người không Quyền này quá thiên về một bộ phận rồi đó Lý Phúc hy vọng Lý Hạo có thể thu luyện luyện thể thuật có tính tổng hợp mạnh bao quát toàn thân, như vậy sẽ không có quá nhiều điểm yếu. Được thôi, Lý Hạo cũng không có từ chối thuận miệng nói. Đi, về ăn cơm trước đã, đói bụng hết cả rồi, tối nay ăn gì đây nhỉ? Lý Phúc hơi bất lực về việc Lý Hạo không đặt tâm tư vào võ đạo, một lớn một nhỏ quay người rời khỏi thành Vũ Lâu. Không lâu sau, đông phải một lão giả đội mũ rơm trên vai gánh cần câu, trong tay sách giò đựng cá, ăn mặc giản dị, trông rất bình thường. Lý Phục thấy đơn phương đồng từ có rụt lại, sắc mặt lập tức nghiêm trang, vội vàng dừng rước sang một bên, cùng kính nói. Lý Thúc, Lý Phúc bái kiến nhị thúc. Nhị thúc sao? Lý Hạo kinh ngạc, thế hệ của Lý Phúc trong phủ được tính theo thế hệ của cha hắn, người mà hắn có thể gọi là Thúc chỉ có thể là thế hệ đầu tiên của Lý Gia. Ồ, oh. lão đầu không để tâm đến lời chào kính cẩn của Lý Phúc chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt liếc sang, nhìn thấy Lý Hạo mặc áo gấm đeo ngọc bội lòng huyết đứng sau lưng Lý Phúc cùng với bí tịch luyện thể mà Lý Hạo đang cầm trong tay. Ta nghe nói Lý do chúng ta có một phế thể võ đạo Chẳng lẽ là hai tử này sao Lão đầu tùy tiện hỏi Lý Phúc vô cùng cung kính Chắp tay cuối người Thưa nhị thúc Đúng là Lý Hạo Hắn là hai tử của hình võ hầu Kinh mạch bế tắc bẩm sinh Không thể nào luyện võ <laughs> Lão đầu lúc này cười Hoa ra là hai tử này của tên cứng đầu kia sao? Tiểu tử này định luyện thể hả? Đây chính là con đường gian khổ đấy. Lý Phúc vẫn giữ vẻ cung kính. Tuy luyện thể là con đường gian khổ, nhưng muốn hai tử này có tiền đồ trong tương lai thì chỉ có thể như vậy thôi. <laughs> Lão đầu lại khinh thường khịt mũi. Luyện thể có thể có tiền đồ gì chứ? Cho dù đạt tới cảnh giới mấy cái tên thể tu trong lịch sử, thì cũng chỉ thế mà thôi trong hàng vạn quân cũng chỉ là viên đá lớn hơn một chút mà thôi lý phúc cười khổ biết lời đối phương nói thì cũng không sai chỉ có thể đáp nhưng nhưng là nhìn lang của lý gia nếu có thể chết trên chiến trường cũng là một vinh dự lão đầu nghe vậy thì nụ cười biến mất sắc mặt đột nhiên trầm xuống và hừ lạnh một tiếng chương năm mươi thả câu nói bậy Lẽ nào nhi lang của lý gia chúng ta phải chết trên chiến trường sao? Vinh dự cái gì chứ? Ta thấy cái đầu óc của các người đều hỏng hết từ đấy có thể sống sót trở về từ chiến trường mới gọi là bản lĩnh. Lý Phúc ngỡ người bất ngờ vì bị quát mắng đã sớm nghe nói tính tình của nhi thúc này quá cổ quái, hồi trẻ còn làm không ít chuyện trái với luân thường đạo lý, quả nhiên không giống với người thường. Đây là ý của Lý Thiên Cường hay là ý của ngươi đây? Lão đầu có vẻ hơi tức giận hỏi. Lý Phúc cẩn thận nói là, là, là ý của hầu gia của chúng ta. <laughs> cái tên tiểu tử Thiên Cương kia đúng là càng sống càng không có tiền đồ. Lão đầu khịt mũi. Ép một hai tử thì có cái bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì để nó tự phá vỡ tam bất thủ, bước vào tứ lập cảnh. Để lúc đó đò... Để nó có thể nghịch thiên cải mệnh rồi Bất kể cho là phế vật Tàn tật, nhược trí hay là đần độn Đều có thể cải tạo thành thiên tài tuyệt thế Thay vì để cho hải tử đô lực Sao lại không để cho tự mình nỗ lực hơn nữa Hay là Phật biết rằng Mình đang vô năng Chuyện này Lý Phúc nghe mà há ốc mồm Không có dám nói gì Tứ lập cảnh nói thì dễ Nhưng muốn bước vào cảnh giới này Nào có dễ như vậy Toàn bộ đại vũ triều người có thể đạt tới bước này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh Lý Hạo nghe mà nhịn không được mà bật cười, thầm nghĩ lão đầu này cũng khá là đáng yêu. Cứ tưởng là một trưởng bối nghiêm túc trong tộc sẽ giống như Lý Phúc, mệt mài mà dạy bảo mình, nói những lời giáo rỗng như phải cố gắng, chịu khổ thì mới có tiền đồ, vân vân và mây mây. Không ngờ những lời hắn nói ra lại khác xa đến như vậy. Phủ thân tướng của chúng ta to lớn như thế này, Lẽ nào lại nuôi không có nổi một hai tử hay sao Lão đầu thấy Lý Phúc không có nói gì Liền hừ lại Chúng ta vào sinh ra tử Mấy hai tử kia chiến tử trên xa trường Chẳng lẽ hoàn không thể để cho một tiểu bối hưởng thụ Chút cái vinh hoa phú quý khó có được này hả Lý Phúc tuôn dày chỉ có thể ập ừ gật đầu Không có dám nói tiếp Lão đầu đức nhìn Lý Phúc biết nói với loại gỗ mục này cũng vô dụng. Từ khi còn trẻ đến bây giờ hắn đã thấy quá nhiều. Cũng biết phong cách lý liệm của Lý Gia truyền thừa hàng ngàn năm nay. Nhưng mắt đảo qua lại thấy cái tên tiểu tử bên cạnh thì còn đang cười trộm không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, ta nói cha người vô dụng, ngươi còn cười hả? anh lão đầu ta thấy ngươi nói đúng mà. Hảo nhi, Lý Phúc giật mình vội vàng quát lớn. Ngươi đừng có mà vô lễ, nói chuyện với trưởng bối như vậy sao Nhưng lão đầu không có tức giận Ngược lại còn từng sốt Cái gì Người gọi ta là gì Lão đầu Lý hạo cười nói Chứ không lẽ gọi người là tiểu tử Sắc mặt của lão đầu hơi trầm xuống Không ai dạy người cách trưng hô trưởng bối sao Người gọi ta là tiểu tử Ta gọi người là lão đầu Như vậy cũng coi như là hòa rồi chứ Lý hạo nói À mà chắc cũng có người dạy người cách xưng hô Với tiểu tiểu bối chứ Lý Phúc sợ đến toát cả mồ hôi Vội vàng che miệng của Lý Hạo Nói với lão đầu Ôi nhị thúc người đừng có chấp vào tên tiểu hoài tử này Lúc hắn tình ra thì hậu gia và phu nhân Đã đi chiến trường ở Yên Bắc Không ai quản giáo Nên tính tình hắn mới trở nên ngang ngược Không có quy củ gì Lão đầu hơi nhớ mày khẽ hừ một tiếng đáp Tiểu tử này Nói thì cũng có lý Coi như là hỏa nhau đi Lý Phúc dường sốt lập tức thở vào nhà nhõm Cảm ơn nhị thúc đã rộng lượng. Lý Hạo gỡ bàn tay đầy mồ hôi của Lý Phúc ra khỏi miệng mình, dùng tay áo lau gương mặt và vừa mới bị chạm vào, sau đó liếc nhìn giò cá của lão đầu hỏi. Ở gì chứ, chỉ câu được có một con thôi sao, lại còn nhỏ như vậy đủ cho ai ăn chứ. Lão đầu nhàn nhạt, nhạt nói, lão đầu ta câu cá không phải để ăn, câu cá chính là một thú vui, ngươi còn nhỏ không có hiểu được đâu gì chứ đã là thú vui thì kỹ thuật câu cá của người thì cũng quá kém rồi đấy lý hạo nói chỉ câu của được có một con thì có khác gì không câu chứ nhắc trên đây lão đầu như là bị dẫm phải chân phản ứng còn dữ dội hơn trước trưng mắt nhìn lý hạo ngươi là tiêu tử thì biết cách gì hôm nay ta câu không nghiêm túc lại đến hồ mới không quen địa hình chờ đến ngày mai ngươi xem ta câu cho ngươi biết bao nhiêu con Hắn như muốn tăng thêm sự thuyết phục Lại nhấc giò cá đến trước mặt của Lý Hạo Người tưởng đây là một con cá nhỏ bình thường sao Đây chính là yêu Nếu ta thả ra thì chưa chắc cái tên này đánh thắng lại được đâu Rõ ràng tên này trong việc của hắn chính là Lý Phúc đang đứng bên cạnh Lý Phúc nghe vậy thì vẻ mặt đầy xấu hổ Chuyện này liên quan đến gì mình chứ nhị, thuốc thúc yêu yêu nguy hiểm như vậy người vẫn nên mang mang nó tránh ra hạo như một chút thì hơn hắn cẩn thận nói lão đầu sau đó hừ lạnh <laughs> đã vào giỏ của ta ta còn có thể để cho nó lật trời sao cái gì yếu lý hạo nghe vậy cảm thấy tò mò quan sát con cá nhỏ ở trong giỏ này Trường 51, thả câu hai con cá này chỉ dài bằng chiếc đũa lưng và bụng đỏ kỳ lạ nhất là mắt cá trên xương đầu lại có vẻ ngược giống như là lông mi khi lý hào thò đầu ra quan sát dường như con cá cũng cảm thấy được tiểu hài tử nhân tộc này vô tri nó trừng mắt nhìn lý hạo một cái một cách dữ tợn lý hạo có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc căm ghét và giận khí trong mắt của con cá không khỏi kinh ngạc đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu ở cự ly gần như vậy Lão gia tử kỹ thuật cả thả câu của người lợi hại như vậy sao Vậy mà có thể câu được cả yêu Hay là người dạy ta đi Lý Hạo ngẩng đầu hỏi Nếu hắn nhớ công lầm Thì trong nghệ thuật mà bảng điều khiển phân chia Thả câu cũng được tính là một môn Ngoài ra còn có cả điều khách Điều khắc vẽ tranh và đàn cầm Hắn vốn tưởng rằng thả câu chỉ có thể câu cá Nhưng không ngờ ở trên thế giới này còn có thể câu yêu Thứ này có gì khác với luyện võ lão đầu lúc này sừng sốt mắt không khỏi sáng lên người muốn học tả câu à đúng vậy có được không vậy được chứ tất nhiên là được rồi Lão đầu lập tức cười lớn <laughs> khó khen cho người có còn mắt tinh tưởng không giống với những cái tên đầu gỗ mộc này luyện cái thể thuật rách nát kia làm cái gì lão đầu ta sẽ dạy ngươi tả câu tên thể ngày mai cho ngươi xem kỹ thuật tả câu của ta như thế nào Tuyệt đối không phải là khoác lác với người Hôm nay ta chỉ không quen hổ mới thôi Cuối cùng còn giải thích Hiển nhiên vẫn không quên được câu nói của Lý Hạo Và muốn chứng minh Chuyện này Lý Phúc ngay người đứng bên cạnh Mình vất vả lắm mới khiến cho Lý Hạo Tĩnh tâm luyện võ Sao lại bị lôi kéo đi rồi Nhị thuốc Thật ra Hạo như có thiên phú về luyện thể, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngồi đã luyện một môn thể thuật hạ phẩm đến mức đại thành. tuyệt đối là một mầm non tốt, người, người không thể nào lỡ dở cho hắn được chứ. Lý Phúc nói đến cuối cùng cũng coi như là liều lĩnh, cùng lắm thì bị đánh trong một trận nằm nửa tháng mà thôi. Cái gì? Cái gì mà thiên phú hay không thiên phú? Cho dù có thể luyện ra thì có thể mạnh đến được mức như thế nào? Có thể địch lại một vạn binh mã của Lý Gia không? Lão đầu lúc này không có vui Người nhất định phải kiếm một hài tử Tinh xảo đáng nhiều như vậy Luyện thể thành một tên đen thui hay sao Ây ta sẽ không có đen đâu Lý hạo thầm nói trong lòng Lão đầu nói xong cũng lười để ý tới Lý Phúc Giật lấy bí tịch long cốt trong tay Lý hạo Nhét vào trong lòng của Lý Phúc Đi đi Cái thứ vớ vẩn gì thế này Luyện thứ này thì có cái tiền đồ gì chứ Hạo nhi phải không Đi ta còn chưa có ăn cơm phải không Ta sẽ đi giết con yêu này Bồi bổ cho người à, Vâng vâng Lý Hạo liên tục gật đầu vui mừng con chết Anh nhị thúc người Người không thể làm vậy được Tiếng gọi của Lý Phúc ở phía sau vô cùng thê lương Đợi đến khi bị lão đầu này kéo đi Lý Hạo cũng coi như là hiểu được Sự gan dạ của người nhị thúc Lý Gia này Nơi hắn nấu cơm lại là trên tầng 7 Của thính Phú lâu Nơi đây cất giữ những bí tịch chân quý nhất Của Lý Gia trong hàng ngàn năm mà lúc này những bi tịch có thể lớn tuổi hơn cả bọn họ đang ở không xa, vậy mà hắn dám đốt lửa để nấu cơm. Trong lúc nói chuyện, Lý Hạo cũng biết được cái tên của lão đầu này chính là Lý Mộc Hiêu. Con cá lưng vàng bụng đỏ trong giò được thả ra. Quả nhiên con cá này là yêu, vừa bật ra khỏi giò đã chảy vọt Để không trung hóa thành thân hình lớn mười mấy trượng trước lầu các. Vài cá toàn thân như là trận đạo, vây cá như là cờ nhọn miệng thốt ra tiếng người nhưng lại phát ra tiếng cầu xin đáng thương của đứa tử tiền bối ta nguyện thề tuyệt đối không làm hại người nữa xin tiền bối tha mạng cái đầu cá dữ tợn khổng lồ lại cật gù giống như là đang ngọc người ta vái lại trong hư không lý hạo người thấy mùi tanh nồng sọc vào mũi không khỏi bị suýt nữa thì nôn bừa con cá này đúng thật là quá tanh tha cho ngươi Thế chẳng phải là ta thật sự không câu được con đào sao Lời của Lý Mộc Hưu lão ra khiến cho người yêu tuyệt vọng ở trong trái mắt tức giận rôn rẩy nhưng không có dám nổi giận. Vào nồi đi! Lý Mộc Hưu giơ tay chỉ. Tuy người yêu này cầu xin lại biến thành yêu hình bay lên không trung, sớm đã cứ ý định bỏ chạy bất cứ lúc nào. Bây giờ thấy lão gia thử không có chịu buông tha, lập tức lắc lư thân mình lấy hư không làm hồ muốn bay về phía xa nhưng cơ thể nó còn chưa kịp xoay chuyển thì đột nhiên toàn thân run lên như là bị điện giật Thế tiếp theo máu tươi phun ra dữ dội từ miệng và mang cá thân hình dữ tợn trong hư không cũng bị chia cắt giống như có vô số lưỡi dao vô hình lấy hư không làm thớt chặt nó ra nhưng kỳ lạ là máu tươi phun ra còn chưa có rơi xuống đất đã bị một trận gió cuốn đi biến mất không có thấy Thân thể ngư yêu bị chia lìa như thế trong hư không, chỉ còn lại một viên yêu đan tròn như là viên bi màu tím sẫm cùng với vài miếng thịt cá trắng như tuyết. Lý Mục Hưu giơ tay, yêu đàn rơi vào trong nồi nước rồi, thịt cá trắng như tuyết bị lưỡi dao vô hình cắt thành những lát mỏng như là cánh ve trong không khí. Sau khi nước rồi thì cũng từ từ cho vào nồi, Lúc này lão gia tử không biết lấy từ đâu ra một lọ muối nhẹ nhàng múc chai thìa bỏ vào đồi rồi đậy nắp lại mà đun sôi. Trường 52 Tự Tại Lý Hạo bị một loạt thao tác này làm cho kinh ngạc cũng có nhận thức cụ thể về những người tu luyện võ đạo mạnh mẽ của thế giới này. Đây chính là yêu, đây chính là cường giả, lão gia tử quả cầu màu tím kia là yêu đan phải không Không phải nên trực tiếp ăn sống đó sao Lý Hạo tò mò hỏi Người nghe ai nói vậy Lý Mục Hiu liếc mắt nhìn nhàn nhạt, nhạt, nói Người không có sợ thành chết sao Yêu đan cần phải dùng nhiều loại dược liệu Mà để luyện chế thì mới có hiệu quả Hơn nữa còn không thể thi tuyển mà phối hợp Bởi vì các loại yêu khác nhau Cái này cần những người luyện đan chuyên nghiệp phân biệt Còn về chuyện ăn sống <laughs> Giống như người thường săn hồ Dùng sức ngổ nấu canh Mà để cơn thân kiện thể Ăn sống có thể tiêu hóa được hay không Vậy thì người đây là Ăn là như thức ăn Mặc dù hiệu lực sẽ kém hơn đi rất nhiều Nhưng tạc thứ này vốn không có ý nghĩa gì Chỉ để nếm thử cái hương vị mà thôi Còn ngươi Là nữa uống chút nước cành Ăn vài lát thịt cho no Là được rồi Yêu đan cấp độ này Thì người vẫn chưa có chịu được đâu Hóa ra là như vậy sao Lý hạo gật đầu cũng không cảm thấy hối tiếc Dù sao thì Linh đan bảo dược trong phủ thần tướng Cũng nhiều vô kể Đừng nói đến loại nguyên liệu yêu đan này Những thứ đó đều là đan dược thành phẩm Được luyện chế chứ không phải là nguyên liệu chỉ là sau khi được trúc cơ thất bại, hắn đã thử nghiệm ra được tính chất của cái bảng điều khiển chết tiệt này. Với hắn, Linh đan bảo dược chỉ có thể dùng mà để ăn có tác dụng nò bụng, còn hiệu quả tăng cường thể chất về bên trong thì sẽ bị ngăn cách trực tiếp. Ngược lại, nếu ăn một số thuốc độc như là thuốc nhuận tràng hoặc là loại thuốc của liễu nguyệt dung kia thì lại có hiệu quả. Có phải rất vô lý hay không? Nhưng Lý Hạo nghĩ đến tiết lập của trò chơi cũng chỉ là có thể miễn cưỡng hiểu rằng vì không có hệ thống chiến đấu nên những thứ này có thể tăng thuộc tính chiến đấu đều sẽ mất đi hiệu lực. Vì vậy hắn uống dược, trúc cơ Bao gồm cả việc tự mình tu luyện kỹ thuật chiến đấu Đều sẽ không mang lại sự tiến bộ của bản thân Vì bản điều khiển không thể nào phân biệt được Nhưng độc thì lại khác Thuốc độc thuộc về tổn thương của cơ thể Không thuộc về tăng cường Nếu không thì hắn bách độc bất dâm rồi Như vậy thì là quá tuyệt Nước trong nồi lại sôi, hơi nóng làm cho nắp nồi thoáng lắc lư. Lão gia tử trực tiếp dùng thiết thủ vô tình nhấc nắp nồi ra. Hơi nước nóng lập tức tỏa ra Lại bị gió nhẹ thổi qua Không hề dính vào xả nhà của các lầu cát. Một mùi thơm của thịt cá tỏa ra Nhưng lẫn một mùi tanh hôi Lý Hạo hơi như mày Mặc dù chưa nếm thử Nhưng hắn vô thức cảm thấy không ngon Lại đây ăn thử đi Lý Mộc Hưu không biết lấy ra từ đâu một đôi đũa đen thui lau trên người cắm phập vào yêu đan trong đồi giống như là thịt viên kho tàu ăn một miếng lớn đồng thời hắn vung tay cành cây đung đưa bên ngoài lầu các đột nhiên bị gãy bay thẳng vào bàn tay hắn hắn đưa cho đi học bọc ra là có thể dùng nhưng hắn cũng không phải là người cứng nhắc lúc này hắn ngồi bẹt xuống đất với lão gia từ ở tầng trên của thành phố lâu mà những người tu luyện thế gian coi như là thánh địa tùy tiện bóc vỏ xanh trên cành cây trong tay bẻ gãy rồi cắn cắm vào nồi gắp một miếng thịt cá trong suốt Điều khiến cho Lý Hạo kinh ngạc là miếng thịt cá này dưới nắp đậy nước rồi lại không có bị nấu tan sau khi gắp lên giống như là thạch rau câu, vừa mềm vừa mịn. Hắn cầm nắp nồi tiếp theo để nước canh không có bắn vào người, húp dì sụp. Hương vị như thế nào? À thì cũng không tệ, khá là ngon, nhưng chỉ là hơi tanh thôi. Tanh sao? Sao ta không có thấy nhỉ? Ây, toàn thân ngươi đều tanh đương nhiên là ngươi không cảm nhận được rồi <laughs> cái tên tiểu tử thối nhỏ ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hả vốn là như vậy ta cũng đâu có nói sai <laughs> May cho ngươi gặp phải ta cái tiểu tử này không có quy củ nếu đổi thành người khác thì đã sớm đánh cho người nát mông rồi ta đây thì không thèm nói với người khác đâu ấy chà khẩu khí cũng có lớn quá nhỉ một già một trẻ cứ thế ăn Người già không có dáng vẻ gì tiền bối Người trẻ thì cũng không hề run sợ Ăn xong thịt cá uống xong nước canh Hai người đều ngả người ra sau Hai chân bành rộng cùng nhau thở dài một tiếng Thật thoải mái Từ thế như vậy lại không khác nhau là mấy Ê, cái tên tiểu tử này Lý Mộc Kiêu lướt nhìn Lý Hạo đột nhiên phá lên cười. Lý Hạo cười khẽ, dùng tay đầu gối, nhìn về phía trước bầu trời ngoài mái hiên đã vào ban đêm nhưng vì sao yếu ớt dần dần hiện ra từ chân trời gió nhẹ từ dưới lầu và những ngọn núi xung quanh thổi đến lại có cảm giác thoải mái dễ chịu đột nhiên hắn cảm thấy cái gì mà là lúc phồn hoa cái gì là gia đình vây quanh đều không bằng sự tự tại thoải mái như là khoảnh khắc này cứ nằm yên nghỉ ở đây như vậy một lúc lý hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì quay đầu hỏi lão tử này lão gia tử để câu được cá hẳn là có biện pháp gì chứ sao nào bây giờ ngươi muốn học hả lý mục Hưu nhìn hắn với vẻ rất hứng thú ngày mai thì ta cũng muốn thử không bằng xem ai câu được nhiều hơn lý hạo cười hì hì nói lý mục hiu nghe vậy không khỏi bật cười không ngờ trong đám đầu gỗ của lý gia lại có thể nuôi dưỡng ra một tiểu hài tử thú vị và linh động đến như vậy Chương 53 Tự tại 2 Được lắm Sau này ngươi theo ta học tả câu đi Ta sẽ dạy ngươi thả câu cũng là một loại tu hành Giống như lão gia tử ta Một cần câu quang gia Tam bất thủ cũng phải bị kéo cong cả mỏ Lý Mục Kiêu bật cười Trong ánh mắt tràn đầy sự tự đắc Mà sự tự đắc này không phải là đối với tu vi Mà là đối với kỹ thuật thả câu Của chính bản thân mình Lý Hạo nghe xong thì không nhịn được mà bật cười Thậm chí còn tưởng tượng ra một số hình ảnh Không khỏi cười ra thành tiếng Một cường giả tam bất thù cảnh Đứng ở trên đỉnh cao trước vô số võ giả Bị lấy câu kéo cho còng miệng Quá xinh là đẹp điều Người nói cái gì? Người không tin ta hả? Lý Mục Hiếu nhướng mày hơi nghiêm mặt Lý Hạo cười nói à, ừ, Tin tin, đương nhiên là tin chứ Chỉ là cảm thấy cảnh tượng đó đúng thật là quá buồn cười đi Nói giọng hắn lại ôm bụng cười ầm lên. Lý Mục Hưu nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy cảnh tượng đó thực sự là thú vị cũng cười nhẹ một tiếng nói. Ngày mai đến đó ta sẽ dạy người cách tả câu. Trước tiên luyện tập bây giờ nói dù người cũng không có hiểu. Tối nay người nghỉ ngủ sớm đi ta sẽ đi lấy cho ngươi một cái cần câu. Nói xong hắn ngồi dậy vỗ vỗ mông cuộn lại tất cả tàn cho và đồi sắt trên lầu vào trong cánh tay không có thấy đầu nữa ngay sau đó hắn bước ra một bước biến mất trong màn đêm. Ngày hôm sau, sáng sớm, khi trời vừa hừng sáng, Lý Mộc Khiêu đã đánh thức Lý Hạo. May mà đêm qua Lý Hạo ngủ sớm cũng không có buồn ngủ lắm hỏi. Gì chứ, sớm như vậy đã phải đi rồi sao? Đương nhiên, là phải thả câu vào sáng sớm, lúc này cá mới dễ mắc cầu nhất. Lý Mục Hưu tươi cười, ngày thường tự mình đi câu đều là một người một cần, một giỏ cá. Hôm nay dẫn theo một đứa nhỏ bên cạnh, hứng thú thả câu của hắn càng động đậm hơn. Đây là cần câu của ngươi, ngươi cầm lấy. Lão gia tử không biết lấy từ đâu ra một cái cần câu màu đen đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo cầm lấy lại thấy khá là nặng, nhưng đối với lực lượng thông lực cảnh viên mãn của hắn thì không tính là gì. Huống chi lực lượng của hắn còn lớn gấp 10 lần so với thông lực cảnh viên mãn bình thường. Nhưng Lý Hạo ước tính cái cần câu này ít nhất cũng phải là thông lực cảnh tầng 4 tầng 5 mới có thể vung vẩy được tự nhiên. Phải là thông lực cảnh của tầng 5 mới có thể vung vẩy tự nhiên. Thế Lý Hạo dễ dàng tiếp nhận trong mắt của Lý Phúc, Lý Mục Hiêu thoáng qua một tiếng kinh ngạc nói Xem ra cái tên tiểu tử Lý Phúc đó cũng không có nói bậy Quả thực ngươi có tiền phú luyện thể Ngươi tu luyện môn nào Thực sự đã đại thành rồi sao Lúc này Lý Hạo mới hiểu Lão gia tử này đã tốn chút tâm tư Chọn cần câu dựa theo thu vi của mình Man Ngưu Kình là luyện thể Luyện pháp hạ phẩm Luyện đến đại thành Cũng chính là lực lượng thông lực cảnh tầng bày Lý Hạo không có dấu giếm thành thật Nói với lão gia tử Lý Mục Hưu biết Man Nghiêu Kính hơi gật đầu cũng không có nói gì, lại ném cho Lý Hạo một cái túi. Bên trong là mỗi câu mà để ngươi dùng. Yêu ma thông lực cảnh đều rất thích ăn. Có thể câu được loài nào thì phải xem vận may của ngươi. Nói xong hắn tình dẫn Lý Hạo xuống lầu. Nhưng thế cái giỏ cá của ta thì sao? Lý Hạo hỏi. Cái gì? Lý Mục Hưu cười một tiếng nói. <laughs> Ngươi câu được rồi hãy nói Nếu câu được thật thì dùng chung một cái với ta chứ Vậy thì được rồi Lý Hạo cũng không biến cưỡng Hai người vừa xuống lầu thì thấy Lý Phúc Thế mà lại đang chờ ở bên ngoài vậy Thúc Các ngươi đây là Nhìn thấy cần câu trong tay Lý Hạo Lý Phúc nhất thời sừng sốt Sau đó hơi trợn tròn mắt Còn phải hỏi hay sao Đi câu cá chứ gì Lý Mộc Kiêu liếc nhìn hắn hiển nhiên là không có hứng mà nói chuyện cái tên đầu gỗ này. Lý Phúc lập tức muốn khóc không ra nước mắt nói. Ôi nhị thúc, ba tháng ngạo Nhi đã học được màn nghiêu kính luyện đến đại thành. Về thiên phú luyện thể cực cao, ngài không thể làm chậm chế hắn được chứ? Hôm qua người cũng đã nói lời này rồi, có thể đổi câu khác được không? Lý Mộc Kiêu móc bóc tài rồi nói tiếp. Luyện thể thì có thể có tiền độ gì Luyện đến chết cũng chỉ có được trình độ người mà thôi Ta hỏi ngươi Ngươi rất giỏi đánh hay sao Một vạn binh mã ngươi có thể chặn được không Lý Phúc Á Khẩu không trả lời được Một vạn binh mã mà Lý Mục Hiếu nói Đương nhiên không phải là binh lính bình thường Mà là doanh nguyên tự của Lý Gia Nơi đó đều là những chiến sĩ tinh nhẹ nhất Của một vạn binh mã Đủ để đạp đổ cả một nửa tòa thành Nói phải hắn có thể chặn được Hạo Nhi Đừng để ý tới hắn Chúng ta đi Lý Mộc kêu như là sợ Lý Phúc quấy dày suy nghĩ của Lý Hạo Kéo bàn tay nhỏ của Lý Hạo rời đi Phúc bá Người đừng có lo lắng Lý Hạo vẫy tay với Lý Phúc Mặc dù tính tình của hắn tử này nghiêm túc và cứng nhắc Nhưng Lý Hạo sẽ không bỏ qua cho sự quan tâm này của hắn Hạo Nhi Lý Phúc hơi mở miệng muốn giữ lại nhưng nhìn thấy Lý Hạo đi kéo đi khuôn mặt nhỏ quay lại tươi cười rạng rỡ đột nhiên lời nói đến bên miệng như là bị thứ gì đó chặn lại nhất thời không nói ra được phù thần tướng to lớn như vậy chẳng lẽ còn không nuôi nổi một hải tử hay sao lời nói hôm qua dường như lại vang vọng bên tai từng chữ từng chữ một lý phúc lúc này im lặng có lẽ vào lúc này hạo nhi vui vẻ ít nhất hắn có thể có một tuổi thơ vui vẻ Hai bóng người già trẻ thoáng cái biến mất chỉ còn lại hán tử đứng nguyên tại chỗ sau khi nhìn chăm chú hồi lâu khẽ thở dài một tiếng. Trường 54 Kinh nghiệm tăng vọt Trải nghiệm như là cưỡi mây đạp gió Lý Hạo được Lý Mục Hưu nắm tay bay lên không Các viện của phủ thân tướng nhanh chóng lướt qua dưới chân Lý Hạo nhìn thấy các nha hoàn gia đình của các viện đang dậy sớm lấy nước nấu cơm, còn nhìn thấy đại nương đang dậy đi dạo ở trong viện. Còn có cả ngũ nương đang đưa hài tử đến võ trường, đến cửa viện còn dặn dò chấp cẩn thận. Những cảnh tượng này lướt qua vội vã khiến Lý Hạo không khỏi cảm thán. Không ngờ thời điểm mình ngủ nướng thì nhân gian ông muôn màu muôn vẻ như vậy. Sợ sao? Lý Mục Hưu Cứu đã cúi đầu thản nhiên nói, Sợ đổi cao ư Ừ thì cũng tạm ổn Lấy Hạo nói Hắn cảm thấy chân của mình không khác gì đứng trên mặt đất Dường như có một lực lượng kỳ cực kỳ vững chắc nâng đỡ mình Đường gió là lạnh buổi sáng nghênh mặt thổi tới Không giống như là bị thứ gì đó lọc bớt đi Chỉ còn lại làn gió mát lạnh thổi vào mặt Làm cho lay động sợi tóc Lý Mục Kiêu mỉm cười Ta phải tăng tốc rồi Nói xong, Lý Hạo cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ gió thổi điện giật. Trước mắt đã bay ra khỏi thành Thanh Châu, tiến về phía vùng núi Hoàng Vu bên ngoài. Nửa giờ sau, Lý Mục Hưu đưa Lý Hạo từ từ hạ xuống bên một hồ nước rộng lớn. Hồ nước này mênh mông vô bờ, nước đen cuồn cuộn, nước xanh thì sâu, nước đen thì vực. Có thể thấy hồ nước này sâu không thấy đáy, lúc này mặt hồ chỉ là hơi gợn sóng, không có vẻ êm đềm. Nhưng chỉ vì vậy lại có một cảm giác giận tóc gáy như đứng trước vực sâu. Xung quanh hồ nước là mấy ngọn núi lớn, địa thế rộng mờ, có ngọn núi cao đứng ở bên hồ, có ngọn núi thấp tròn rộng lớn. Lúc này hai người hạ xuống chân một ngọn núi, Lý Mục Hưu liếc nhìn bốn phía, nói với vẻ già dạ dặn. Nơi này là nước nông, người cứ thả câu ở đây, ta đến giữa hồ câu còn lớn, người hãy cầm lấy, Lúc nguy cấp có thể giúp người chống đỡ một chút Đừng có lo Bên người có động tĩnh gì Kêu to một tiếng ta sẽ tới ngay Vâng Lý Hạo gật đầu nhận một tấm kim phù Mà lão gia tử đưa tới Biết cách sâu mồi không Ta xem ngươi tả cầu trước cây đã Lý Mục Hưu cũng không có vội rời đi Vỗ nhẹ một cái tảng đá lớn bên cạnh Như bị phong hóa Biến thành một cái đài câu cá hắn lại vùng tay dọn sạch đám cỏ dọc ở xung quanh tránh cho khi tả câu dây câu mắc ở những cành cây cỏ dại này đến lúc đó với một người mới như là lý hạo dọn dẹp không thể nào tránh khỏi sẽ mất một ít thời gian lý hạo nhảy lên đài câu bằng đá lớn mà túi ra trên là một cái bọc ẩm ướt màu đỏ để câu đám tiểu yêu thông lực cảnh này chỉ cần dùng môi chết là được sau này khi lực lượng của ngươi đủ rồi Ta sẽ cho ngươi mồi sống xác suất câu được sẽ cao hơn Lý Mộc Kiều nói Lý Hảo thì cũng không có kén chọn Gật đầu thành thạo kéo ra một miếng mồi Lập tức người thấy mùi thanh đồng Hắn gắn mồi vào lưỡi câu Lưỡi câu này to bằng nắm tay Phải dùng khá nhiều mồi thì mới bọc kín được Lý Mộc Kiều nhìn thấy Tư thế của Lý Hạo thì cũng có chút ngoài ý muốn Nói Trước đây ngươi từng câu cá chưa chưa Lý Hạo hỏi Không phải như vậy sao Là như vậy Lý Mục Hưu gật đầu nhìn Lý Hạo không, Cũng không có nghĩ nhiều Chỉ có vài câu tiếp xúc hôm qua Hắn đã nhận ra tiểu hài từ này Rất là thông minh Thứ này có thể che giấu mùi Trên cơ thể của người Lý Mục Hưu không biết lấy ra từ đâu Một nắm bột vỗ lên người của Lý Hạo Sau đó nói Thả câu đi nếu hôm nay câu được một con Ngày mai ta sẽ lại đưa người đến để chơi Được Lý Hạo gật đầu Hắn lập tức vung cần câu Thả dây câu dài hết mức Ném ra ngoài trăm trượng rơi xuống hồ Theo tiếng lưỡi câu rơi xuống nước Trước mắt của Lý Hạo lập tức hiện ra một đoạn chữ Thủy điếu đạo Linh đoạn 1 một trên 100 một Kinh nghiệm thả câu cộng 2 lý hạo cười thầm ở trong lòng quả nhiên là nghệ thuật thả câu trong trò chơi kia cũng có thể tu tập vào bảng điều kiện này hơn nữa khiến cho lý hạo kinh ngạc chính là hắn chỉ mới có thả câu vậy mà đã có hai điểm kinh nghiệm phải biết rằng hắn chơi một ván cờ thông thường chỉ được một điểm phải gặp ván cờ có chút kỹ thuật mới có thể có hai điểm kinh nghiệm xem ra thả câu cá cũng giống như là kỳ đạo cũng có ý nghĩa hồ nước trước mắt này thuộc là hồ nước tương đối nguy hiểm đối với việc thả cá mà nói thì khá là khó nhớ kỹ phải kiên nhẫn đừng có mà lên tiếng đừng làm kinh động thứ giới nước kia đừng nhìn đông ngó tây phải nhìn chầm chậm và phao câu mới bắt đầu thả câu người có thể cảm nhận được hơi nhàm chán nhưng đợi đến khi người câu được thì người sẽ biết mọi cái sự chờ đợi nhàm chán đều là đáng giá lý mục kiêu nghiêm túc dạy bảo lo lắng của lý hạo tính tình hai từ được một lát là sẽ bỏ cuộc này dù sao hầu như chỉ có những lão đầu như bọn họ mới thả câu. Một đại từ 7-8 tuổi đang là lúc hiếu động, làm sao có thể chịu được sự cô đơn này? Vâng, Lý Hạo gật đầu. Lý Mục khi thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Lý Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên cũng không có nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh mà quan sát. Vì không phải là mình thả câu, hắn lén thả tinh thần ra, thăm dò động tĩnh ở dưới nước. Thấy đã có thứ bơi về phía này, lại là hai con cá nhỏ một là con thông lực cảnh tầng 4 Một là con thông lực cảnh tầng 7 Chúng ta cùng nhau kết thúc tập truyện ở ngày hôm nay Xin lỗi các bạn hôm nay mình đọc là Mình đang bị ho nên là đọc Phải ngắt quãng rất nhiều và rất chỉ là mệt Nên các bạn thông cảm cho mình nhé Tập này mình đọc hơi ngắn nên là các bạn buộc thông cảm cho mình Bây giờ mình khỏi hẳn thì mình sẽ cố gắng mình đọc nhiều hơn Để cho các bạn nghe rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo